Đây, em tiếp tục mẹ ăn con anh chị. Đây, mẹ ăn con mã số 1 nha anh chị. Nó nằm đứng đây em quay luôn anh chị ơi. Đây mẹ ăn con mã số 1 nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ ăn con kem nghe được liên hệ giúp giùm em nha. Bò này luôn đẻ ra tầm tháng hơn tháng anh chị ơi. Nó về sình không chưa kịp tắm con nghe anh chị, đẻ con cũng mát sữa lắm anh chị. Phân thì dính hơi đầy người luôn. Nó còn cục cục đó là phân không nghe anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con liên hệ giúp giùm Trại bò Thành Trung giúp em nha. Đây. Sạch bò lắm anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo mẹ em nha. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng anh chị. Đây. Rất là ok nha anh chị. Rất là đẹp. Đây mẹ ăn con là mã số 1 nha anh chị. Đây, mẹ ăn con mã số 1. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mẹ ăn con mã số 1 liên hệ giúp giùm em nha. Đây. Mẹ ăn con này có giá tại chuồng em là 28.500.000 anh chị. Bò này bò sạch, bò đẹp nha anh chị. Giá 28.500.000 nha anh chị. Đây. Bò này nó đẻ 2 lứa bò nha anh chị. Đẻ 2 lứa anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo em nha. Cái mục mà đó là con ve nha anh chị. Chủ này nhu ve quá trời ve. À, anh chủ này cũng nghĩ nuôi bò nên bán 2 cặp bò này luôn nè anh chị, bán 2 cặp luôn đó. Đây là một cặp đầu tiên nha, mã số 1. Đây là mã số 1 nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 1 liên hệ giúp giùm em nha. Đây mã số 1 là giá tại chuồng em là 28.500.000 anh chị. Em có chuyến xe đi về Long An á, rồi một chuyến xe đi về Củ Chi nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài á, cứ liên hệ giúp giùm Trại bò Thành Trung giúp em nha. Em đang có chuyến xe nha anh chị. Em có một chuyến xe đi về Sóc Trăng nha anh chị. Một chuyến xe đi về Sóc Trăng. Anh chị nào có nhu cầu quá xài thì alo giùm em nha. Em đang có chuyến xe đi á, anh chị xài alo giùm em nha. Đây. Con bò này chiều cao 1m2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo giùm em nha. Tầm khoảng 1m2 anh chị. Giá 28.500.000 anh chị. Nghe đực nha anh chị. Nghe được. Anh chị nào có nhu cầu xài thì liên hệ giúp Trại bò Thành Trung giúp em nha. Mã số 1 nha anh chị. Hôm nay lượng bò em về cũng hơi ít đó anh chị, không được đông quá. Về cũng nhờ anh chị cũng ủng hộ á, người con cái xác hàng cái xác bắt về người ta dỗ anh chị. Mà đợt cũng này dỗ thì nó căng quá, bây giờ chuyển sang bắt bò cái xác dỗ nha anh chị. Đó, cho nên em về mấy bộ mẹ con sạch sạch này nè. Anh chị nào có nhu cầu nuôi để nái á, làm cái nền thì liên hệ giúp giùm em nha. Giá 28.500.000 anh chị. Mã số 1. Anh chị nào nhớ xem kênh Trại bò Thành Trung á, nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ giúp giùm em nha anh chị. Cho em có thêm nhiều động lực để em bắt bò để phục vụ cô chú anh chị nha. Đây, mã số 1. 28.500.000 nha anh chị. Nghe được. Mã số 2 nha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ con này mới đẻ một lứa nha anh chị. Con bò này chiều cao nó tầm khoảng 1m2 trở lên nha anh chị. Bò này tầm 1m2 trở lên, bò này to lắm anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài á liên hệ giúp giùm em nha. Con bò này nghe cái anh chị. Bò này nó lông còn không máu nè anh chị. Nó đang rớt lông anh chị, thấy cái mỏ không? Nó đang rớt cái lông mỏ nó không còn xù nha anh chị. Tại dòng F2 ra thì nó nói chung là nó lông nó phải vậy nha anh chị. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con liên hệ giúp giùm em nha. Rồi, rất là to anh chị. Anh chị không thích con nghe cái này á. Anh chị sao anh chị đẻ ra cái đực nó không có lông xù nha anh chị. Nghe này nó lông nó hơi còn lông máu nè anh chị. Em lại gần cho anh chị xem nha. Đây. Nó đang rất lông mỏ nên chị thấy không? Nó cái lông mỏ đó, mà con mẹ thì quá đẹp luôn anh chị, xương sóc đứng rất là ok nha. Nó con bò này mới đẻ một lứa anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con liên hệ giúp giùm em nha. Mẹ ăn con này có giá tại chuồng em là 29.000.000 nha anh chị. Giá 29.000.000. Rất là to nha anh chị, giá 29.000.000. Đây. Rất là to bò nha anh chị. Đó. Bò kịch cộm lắm anh chị ơi, lâu lâu em mới sở hữu được cặp mẹ ăn con này nên anh chị. Giá 29.000.000 anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài alo giùm em nha. Rất là to bò. Như thế nào nghe em tắm nó hơi xù lông anh chị. Nó con mẹ rất là to anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài alo giùm em nha. Giá 29.000.000. Em bán giá tại chuồng nha anh chị. Anh chị nào mà bắt được bò của em á, anh chị nào bắt được bò của em á anh chị, để em ghép xe nha anh chị. Em ghép xe cho anh chị chia đi cho vậy nó rẻ tiền nha anh chị. Tại vì bán con bò thì nói chung không có lời lớn bao nhiêu anh chị. Rồi tiền xe nó nặng quá thì anh chị về nuôi cũng không có lời. Thì anh chị nào bắt được của em á thì để chờ em ghép xe đi anh chị. Bò mới đẻ một lứa bò nha anh chị. Mã số 2. Mẹ ăn con. Giá 29.000.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp dùm Trại bò Thành Trung giúp em nha. Xương sóc anh chị rất là thẳng nha anh chị, cổ rất là đẹp luôn anh chị. Cặp này con mèo này mà nghe được cái là thôi tới tiền luôn anh chị ơi. Đó, bò mặt rất là đẹp nha anh chị, rất mặt rất là đẹp, đứng xa cho anh chị hết coi hết góc quay nè anh chị, rất là to nha anh chị, rất là to bò. Giá 29 triệu. Tại vì em bắt cái cặp bò này là chung một chủ anh chị, chung một chủ với con bò này em bán 28 năm anh chị. Đó, 28 năm anh chị, sale bầu vú đó anh chị. Rất là mát sữa luôn anh chị, anh chị thấy không? Rất là mát sữa nha. Bò này là 5 vú anh chị, bò 5 vú nha anh chị. Ông già xưa mình thấy bò 5 vú thích lắm. Rồi, rất là cực kỳ im nha anh chị. Giá chỉ 29 triệu tại chuồng em nha. Em đang có chuyến xe đi về Sóc Trăng, một chuyến đi về Củ Chi, một chuyến về Long An nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, điện em alo em để em ghép xe đi nha anh chị. Rồi, mã số 2 giá 29 triệu nha anh chị. Mã số 3 nha anh chị, em bán cặp cái xác nha anh chị. Đây con này đẻ một lứa nha anh chị, bò này nói chung là không còn sử dụng được nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài alo em nha. Một con 3B anh chị, 3B này là con tơ anh chị, nó dẻo bò mà tàn nó lớn anh chị. Anh chị nào thích mà bắt cái cặp này về mình dỗ á, hay là mình đi thịt cũng vẫn có lời anh chị. Tại vì bò này em canh cái giá mà nó cũng cho anh chị về mần á, hay là có đám tiệc này kia về mình nuôi lại 1-2 tháng hay vài tháng mình cũng có lời nha anh chị. Mình khỏi mua thịt thà này kia bên ngoài á. Bò này cũng rất là to anh chị, một con 3B, một con siêu nha anh chị. Đó, đây, đứng rất là to nè anh chị. Anh chị nào có nhu cầu cần xài alo em á. Cái con 3B là chiều cao nó tầm hơn 1m1 anh chị. Con mẹ siêu á là nó tầm khoảng, con siêu là tầm khoảng 1m2 nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ giúp giùm em nha. Cặp bò sát này em bán cái giá là 33 triệu nha anh chị. Anh chị nào thích con nào em bán con nấy nha anh chị. Đó, cái con bò siêu này là không còn nuôi được nha anh chị. Con bò này là mẹ nó bị lồi anh chị, người ta chủ mai lòi anh chị. Bò này chỉ về mình mần đám hay là đi thịt thôi anh chị. Anh chị nuôi thịt á, mình nuôi thôi nha. Cái con 3B đây mình còn sử dụng được nha anh chị. Anh chị thích cái con bò nào bán bò nấy anh chị. Anh chị có điều kiện thì bắt một cặp giùm em nha. Giá 33 triệu tại chuồng em nha anh chị. Anh chị bắt con 3B bán 3B, bắt con mẹ siêu bán mẹ siêu nha anh chị. Bò cũng rất là kỳ đẹp nha anh chị. Em về lượng bò này cũng hơi ít bò anh chị. Em bán lai gai cũng được nhiều quá. Rồi còn mấy cặp này em mới về sau nè. Rồi em đang bán nha, cô anh chị nào cần liên hệ giúp giùm em nha. Mã số 3 nha anh chị. Giá 33 triệu một cặp nha anh chị. Bán lẻ thì điện anh chị nào bắt á, liên hệ giùm em nha. Rất là to bò nha anh chị. Đi rất là xa cho anh chị xem. Nước ăn rất là khủng nha anh chị. Bò này nước ăn rất là khủng nha. Đây anh chị thấy nước ăn không? Rất là mạnh nha anh chị. Con mẹ con này con rất là mạnh luôn. Nước ăn rất là tốt anh chị. Dùng của em này nói chung là cỏ giờ hiện tại nó cũng hơi khô khô quá anh chị. Mấy bò kia trong thì em bán hết rồi, còn em về mấy cái cặp này là sau nè anh chị. Mẹ ăn con nè anh chị. Con này mẹ bò mẹ ăn con anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu cần mẹ ăn con liên hệ giùm em á. Anh chị xem nước ăn mà rất là khủng nha anh chị. Anh chị coi nước ăn đó nè anh chị, ăn rất là khủng nha anh chị. Hai mẹ con này là chung một chủ nha anh chị, một chủ nhà luôn á anh chị. Đó, chung một chủ nha. Đó, ăn rất là mạnh nha anh chị. Đó, đây, ăn rất là mạnh. Đây mã này mã số 3 nha anh chị. Cặp bò này giá là 33 triệu nè anh chị, mã số 3. Đây. Đó, còn hai bộ mẹ con, một bộ 28 năm, một bộ 29 triệu nha anh chị. Một bộ mẹ con cái giá 29 triệu. Một bộ mẹ con đực giá 28 triệu 500 ngàn anh chị. Rồi mã số 5 luôn anh chị. Bò này lúc trước em cũng chừa mấy cái nền lợi em bán hết trơn rồi, em bắt thêm mấy cái độ nè anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cái độ liên hệ giúp dùm em nha. Em đang sở hữu một cặp cái độ nè anh chị. Đây, bò này là hết thuốc anh chị. Con bò này chiều cao hơn 1m4 bò nha anh chị. Bò này nó luôn tầm khoảng 10 tháng bò nha anh chị. Đây rất là độ nha anh chị, coi xương đó nè anh chị. Rất là ok, móng nè, hai con anh chị. Đó, em được hai con nha. Bò này thì không chỗ nào để chê được nha anh chị. Bò lưng vai đều hở hết. Đây, rất là đẹp bò. em đứng rất là xa như xem nha. Con bò này nó chiều cao nó hơn 1m1 anh chị. Cái con mé bên trái em á là tay phải em là chứ tay phải của em là hơn 1m anh chị, cỡ 1m anh chị, 1m1 á. Đây, nó con trắng hơn 1m1, nó rất là to. Rất là độ nha anh chị. Đó. Này là mã số 5 nha anh chị, nó mã số 5 luôn đi. Anh chị thích con nào em bán con nấy nha anh chị. Cái con mấy bên tay trái em là 19,5 triệu anh chị. Bò này bò độ nha. Anh chị nào thích mua thì mua, không thích thì em để em nuôi nha. Nó giống như con bò nái nhà của em vậy anh chị. Tại bò này em biết gốc nguồn đẻ năm 1 á, cho nên em ương hoài tới á. Anh chị nào mà cần thì em bán, còn anh chị nào mà không mua được thì để em nuôi nha anh chị. Con này 19,5 triệu nè anh chị. Rất là to nha anh chị, xương sóc nè. Con đây 18,5 triệu nha anh chị. Con mấy bên tay phải em là 18,5 triệu mẫu nè. Gúng yếm lòng thòng luôn anh chị. Nó giống như con bò nhà của em anh chị thấy không? Hết thuốc không anh chị? Nó bò này em lựa không anh chị? Em lựa cái mẫu bò độ nè. Cho anh chị nào thích nuôi để nái á thì liên hệ giùm em nha. Anh chị xem nè, lệch phệt luôn anh chị. Con này sái yếm đầy đủ. Con này cái sái nó nằm ở trên cái mu lưng anh chị ơi. Sái bò kem thì sái nó cũng không quan trọng mấy anh chị. Đó, tại vì anh chị mà nói sái em quay cho anh chị xem thôi, nó cũng không quan trọng mấy nha. Tại vì giờ mình nuôi bò lai không à, không phải còn bò xin nữa, bò xin mới tính sái anh chị. Đó. Em cũng nói cho anh chị nào thích thì bắt. Anh chị xem cái dàn vú đó nè, nó to nè anh chị. Vú chảng không anh chị? Con nào cũng vậy hết. Rất là đẹp nha anh chị. Nó ngang với con bò nhà em luôn anh chị. Giá 19,5 triệu. Anh chị xem cái cạnh đuôi nó xuống nè. Lưng hoài ngang nó hở hết. Con mẹ rất là to anh chị. Cái dàn dai nó, cái dàn mà xương chậu nó lớn lắm anh chị. Dàn dai nó cũng hở nữa anh chị. Cực kỳ hở nha. Một rang tay luôn anh chị. Giá 19,5 triệu nha anh chị. Bò này to lắm anh chị. Anh chị nào thích nuôi mà để mà cái nền mà không đẻ lứa nào á thì bắt mấy con cái này về mình nuôi lên nha anh chị. Không đường nào phản anh chị. Đây. Cái chuồng của trong này nó hơi chặt anh chị. Còn cái này cũng vậy, 18,5 triệu anh chị. Nè, xương móng sò hết anh chị, đứng như cây cơ vậy. Giá 18,5 triệu, mã số 5. Đó. Bên tay trái em là 19,5 triệu nha anh chị. Một chung là cặp này là 38 triệu anh chị. Cặp bò này giá 38 triệu anh chị. Bò này không còn gống ghiếc nữa anh chị. Bò này luồn tầm khoảng 9-10 tháng bò trở lên anh chị. Rất là to bò nha. Đây, con này cũng vậy, rất là hiền. Con này là còn lông máu nó chưa thay luôn. Cái cổ này anh chị, như con bò đực chị. Cái lưng con bò này nè anh chị, một gang tay luôn anh chị. Rất là đẹp bò. Đó, cho nên anh chị nào mà thích á mình bắt cái cặp bò này thì liên hệ giùm em nha. Còn mà có mắc quá, thấy nó mắc quá thì anh chị lướt qua đừng có ném thá giùm em nha anh chị. Thì tùy theo cái móc bò em bán anh chị. Tại vì bò đẹp mà mình mua rẻ cũng không được nha anh chị. Tại vì bà con ta cũng để nuôi á. Thì ông anh này ông chia cho em một cặp bò này nè. Đó, em bán sao ông anh này không biết giá hết trơn, ông chủ nhà. Thì bò này cũng từ đó giờ em bắt của ổng không à. Cái cặp bò này anh cũng có để nuôi nè. Thì cho nên ảnh nuôi không sể á, ảnh mới chia lại em. Em cũng tính đem vô chuồng trong em bán mà bữa nay chuyến này em lên bò ít quá. Người ta cũng chốt hết nhiều rồi nè, em cũng về nhiều lắm không phải ít đâu anh chị. Đó, em cũng một đống bò luôn á. Nhưng mà em về cái tớp trước em bán hết rồi, còn tớp sau nó hơi chiều quá á. Em có bán không kịp á, em đăng lên cô chú anh chị nào mà thích hợp á, bắt thì liên hệ giùm em nha. Cặp bò này mã số 5 là em bán 38 triệu nha anh chị. Anh chị nào mà thích cần thì liên hệ giùm em nha. Rồi em cảm ơn cô chị rất là nhiều nha. Đây, rất là đẹp. Dàn đầu, dàn vai, dàn lưng gì cũng rất là ok anh chị. Bò này mẫu bò nuôi nha anh chị. Đó. Đây là cái nhà khủng của em đây nè anh chị. Cặp bò mẹ nó là bữa nay ấy luôn, phải luồn luôn. Cái con bò mẹ nó em bán con mẹ với con em nó không là 60 triệu anh chị. Bữa em có đăng cái clip lên. Bò này nói chung là như con trâu rồi, nó không nói rồi. Đó, cái xương đó nè anh chị. Bò của em thì nó thuộc bò độ rồi anh chị. So với con bò này tầm như vậy thì nó không có xứng nhau được nha anh chị. Đây, hết thuốc không? Bò em như con voi. Tới nay chưa lên giống nữa. Lên giống gió. Đây. Cặp bò này là nói chung là bò nó đẻ năm 1 không nha anh chị. Bò này là mẹ nó có chữa. Con bò này là mẹ nó chữa ra gần đẻ nè. Nó gần đẻ là 9 tháng hay gì đó. Con này 10 tháng mà có chữa 10 tháng mấy á. Mà con mẹ nó gần 9 tháng rồi đó. Con này cũng vậy luôn. Mẹ đều bỏ nọc hết, năm 1 hết nha anh chị. Dạ năm 1 không á. Em mới chọn ra được cái giống bò tốt này nè. Em tính em neo lại á. bò quá thì em bắt thì bò, lượng bò rất là nhiều, thì hôm này em cũng để con khác được. Anh chị nào mà cần cái mẫu bò này thì liên hệ giúp Trại bò Thành Trung giúp em nha anh chị, cực kỳ đẹp luôn anh chị. Con này quá đẹp luôn, hai con này mẫu nuôi không anh chị, nhìn cái mặt đó nè, cực kỳ luôn. Rồi kết thúc video anh chị.